Lợi ích bất ngờ của trà nghệ mà bạn chưa biết. Uống trà nghệ mỗi ngày giúp bạn ngăn ngừa ung thư, tiểu đường, viêm khớp, giảm nồng độ cholesterol và giảm cân. Nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa, nghệ giúp giảm nguy cơ đột biến tế bào và ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, nghệ còn giúp hạn chế sự tăng trưởng của khối u và ngăn ngừa các tế bào ung thư lan rộng. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của trà nghệ. 1. Giảm triệu chứng viêm khớp. Viêm khớp ảnh hưởng đến người cao tuổi, họ thường bị đau và cứng khớp. Nhờ thuộc tính chống viêm, trà nghệ có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu do bệnh viêm khớp. Một nghiên cứu cho thấy 63% sử dụng các sản phẩm bổ sung không phải vitamin để kiểm soát triệu chứng, trong đó nghệ là lựa chọn phổ biến nhất. 2. Giảm biến chứng tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có các thuộc tính tốt cho tim. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sử dụng 4 gram curcumin một ngày trong 3 ngày trước và 5 ngày sau phẫu thuật ghép bắt cầu động mạch vành giúp giảm 17% nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp hoặc đau tim. Trà nghệ chứa chất curcumin có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, ngăn ngừa một số bệnh do cholesterol cao như bệnh tim. 3. Tăng cường miễn dịch. Chất curcumin có trong nghệ được chứng minh là giúp cải thiện chức năng miễn dịch nhờ thuộc tính chống oxy hóa, chống viêm, kháng virus và kháng khuẩn. Sự kết hợp của nghệ, hạt tiêu và mật ong trong trà thảo dược có tác dụng tăng cường miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại bệnh tật. 4. Giúp kiểm soát hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích là tình trạng viêm tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy và táo bón liên tục. Nghệ từ lâu đã được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa và chất curcumin trong trà nghệ có thể giúp giảm đau do hội chứng ruột kích thích và cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. 5. Phòng ngừa và điều trị ung thư. Ung thư là một trong những bệnh chết người, có thể cướp đi cuộc sống của một người trong vài tháng. Nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa, nghệ giúp giảm nguy cơ đột biến tế bào và ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, nghệ còn giúp hạn chế sự tăng trưởng của khối u và ngăn ngừa các tế bào ung thư lan rộng. 6. Bảo vệ chống tổn thương gan, sỏi mật. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nghệ có thể bảo vệ chống tổn thương gan và phòng ngừa sỏi mật. 7. Phòng và điều trị bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu cho thấy, nghệ có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh thoái hóa thần kinh nhờ tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. 8. Giúp điều trị và kiểm soát bệnh phổi. Chất curcumin trong nghệ hỗ trợ điều trị bệnh hen, xơ nang, ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các chất chống oxy hóa trong trà nghệ có thể giúp phổi lọc khí, carbon dioxide một cách dễ dàng, phổi của bạn khỏe mạnh hơn. 9. Phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường. Các thành phần như chất chống oxy hóa và curcumin trong trà nghệ có khả năng giữ mức đường máu cân bằng, do đó ngăn ngừa và thậm chí điều trị một số triệu chứng bệnh tiểu đường. 10. Ngăn chặn bệnh về mắt. Viêm màng bồ đào làm đỏ mắt và giảm thị lực. Curcumin trong trà nghệ có khả năng giúp làm dịu các mô mắt và cải thiện bệnh tình. 11. Giảm mỡ. Tiêu thụ trà nghệ trước bữa ăn sáng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp bạn giảm mỡ cơ thể với tốc độ nhanh hơn. Nghệ không chỉ là một loại gia vị thơm ngon, một loại thuốc hữu hiệu, mà còn là thành phần của những loại nước uống, trà bổ dưỡng. Bạn chỉ cần đun sôi 2 bát nước lọc trong một cái chảo, sau đó nạo khoảng 3 cm nghệ tươi cho vào. Nếu không có nghệ tươi, bạn có thể thay thế bằng một thìa bột nghệ. Tiếp tục đun sôi hỗn hợp này trong 2-3 phút. Sau đó, rót nước nghệ vào một chiếc ly, thêm một thìa mật ong và một ít bột tiêu vào rồi khuấy đều. Uống hỗn hợp này mỗi sáng trước khi ăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn chuông để xem các video mới tiếp theo của kênh Quê Hương TV. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.